trong lúc này mùa lễ trên hoa kỳ sắp tới số người đi du lịch trong ngày lễ Thanksgiving giống như trước khi đại dịch xảy ra số người bị nhiễm mới cảm cúm rsv covid sẽ tiếp tục tăng lên đó là tại vì hồi tuần rồi người ta đi du lịch đó theo bà bác sĩ nói cho biết chúng tôi suy đoán số người nhiễm bệnh sẽ tăng lên nhiều hơn nữa khắp nơi trên hoa kỳ trong lúc này cdc báo cho biết số người bị nhiễm cao rsv và rất là cao rsv nữa đó là trong 35 tiểu bang trên Hoa Kỳ. Có 6.2 triệu người trên Hoa Kỳ bị cảm cúm. Ở trên Hoa Kỳ, hiện tại ngay bây giờ, số người bị nhiễm cảm cúm tăng lên cấp 20 lần so với hồi năm rồi, 2021 cũng có nhiều chỗ ở trên Hoa Kỳ cũng đang gặp khó khăn. Đó là đang thiếu thuốc nhiều chỗ. Giống như cái thuốc ibuprofen của trẻ em thì cũng đang thiếu. Cả luôn cái thuốc Tamiflu cũng đang thiếu. Trong lúc này có hai cái đang xảy ra hiện tại đó là số người bị nhiễm đang cao và cũng đang thiếu những cái mà chị cho những cái bệnh giống như thiếu thuốc làm cho cái tình trạng bị nhiễm ba cái virus này càng ngày càng tồi tệ thêm ở bên california số người bị nhiễm rsv mới tăng lên quá nhiều nhập viện quá đông nhiều nhà thương trẻ em ở bên đây ở ngay quận cam bên california họ đưa ra cảnh báo cho biết về cái chuyện osv và bị cảm cúm bên đây cái số trẻ em bị nhiễm bệnh nặng vô trong nhà thương trẻ em đang tăng lên cấp đôi đây là trên social media những người có con nhỏ họ chia sẻ những cái gì xảy ra con của họ trên đây. Những cái gì mà họ trải qua, đó là làm rất là sợ hãi. Gia đình này, họ ăn Thanksgiving trong nhà thương với con của họ. Con tôi gặp rất là khó khăn để thở, con của cô ta chỉ có 3 tháng. Con của cổ đã bị RSV. Sau khi đó thì gặp khó thở nữa. ICU, Sau khi 5 ngày nằm ở trong nhà thương của trẻ em. Trong lúc này, đứa nhỏ được trở về nhà. Sure Theo gia đình họ báo cho biết mọi người phải cần để ý tới con của mình đâu đâu đó để đưa vô trong nhà thương trước khi quá trễ trong lúc này ngày lễ mùa đông sắp tới đây có nhiều cái đơn giản bình thường chúng ta có thể làm để mà bảo vệ cho người trong nhà và bảo vệ luôn người thân của mình nữa khẩu trang đều có có thể đeo nên chích thuốc ngừa cảm cúm và booster shot của con việc đang có trong lúc này